Hey, chào tất cả các bạn. Nay mình tiến hành mình chia sẻ mình sửa một cái loa các bạn. Thì cái loa này là cái loa bass 40 nha. Cái loa này loa công suất rất lớn luôn á. Thì mình có gỡ sẵn, mình đã có cạy cái mũi ra trước rồi nè. Lý do là cái mũi này nó vuột rồi sẵn trớn rồi mình cạy ra luôn. Thì đây nè các bạn, bạn thấy đây nó sử dụng một cái con rất là lớn luôn á. Cái con này là như cái con 75 hay 76 gì nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ các bạn thấy nó cạn nha. Nha các bạn nhận cho nè. Đó. Đó, nó bị cạc con. Lý do là cái người trước á, có thể là người ta thay cái con nè. Người ta thay mà lý do người ta không có ép cái chim về nè, nó không có sát nha. Thì nó mới có hiện tượng là nó bị cạc con. Thì nó cạc quýnh cái bài hát nhạc á, mà các bạn hát mà công suất nhỏ, dù mở nhạc có nhỏ mà nghe thì nó sẽ không nghe cái tiếng ồ rè nha. Nhưng các bạn mở mà các bạn để karaoke hay là các bạn để hát nhạc á, nhạc lớn á, thì các bạn thấy nó sẽ có hiện tượng nó rè rè. Thì cái loa này là của một cái ông anh mình thôi, ổng gửi ổng kêu mình coi giùm thôi. Thì hiện tượng bây giờ nó gì nè các bạn, đây mình nhận cho nè. Hả, mình nhận qua đây thì nó không kêu nha, các bạn đang nhận đây rất là im luôn nè, các bạn nhận qua đây nó sẽ kêu. Thì mình phát hiện ngay cạnh này nè các bạn, nó cạ mấy trong rồi nè. Đó, các bạn nhận đây nó cạ nè, mình nhận này nó không có, mình nhận này nó cạ. Lý do nó cạ cái con, cạ mặt trong con này nè, thì nó mới có hiện tượng là cái nó nghe nó sẽ gè gè. Thì cái loa này công suất rất là lớn luôn á. Đây mình quay cái mặt từ cho các bạn xem nè. Đây. Loa này rất là lớn luôn các bạn. Loa này từ là khoảng 190 hay 200 vậy các bạn. Thì rất là lớn luôn. Mặt từ rất lớn, nó có một cái đồ bảo vệ nè. Loa này dạng loa bass cho cái sân khấu nha. Bass mà để mà hát cái sóng á. Thì cái loa này nha các bạn. Thì hiện tượng bây giờ á, mình đã cạy ra rồi. Nhưng mà cái con này á thì mình kiểm lại nó vẫn chưa có hư nha. Thì mình các bạn thay thì rất là ổn. Nên bây giờ hiện tượng là mình sẽ cạy cái màng này ra nha. Mình sẽ gỡ cái màng này ra và mình tiến hành mình chỉnh lại, mình chỉnh con lại rồi mình mới dán keo lại nha. Thì bây giờ sẽ bắt đầu mình làm nha các bạn. Thì cái hai cái này cũng rất là lâu các bạn. Thì các bạn do mình cũng không có chuyên gì sửa lo á. Thì các bạn mình sử dụng là xăng. Ở đây mình sử dụng là xăng nè. Mình sẽ gỡ hết cái lớp màng này ra nè. Thì cái thời gian mà sửa khởi này cũng rất là lâu các bạn, khoảng 15-20 phút đó, thì nó mới buông keo ra nha. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình lấy xăng bỏ vô. Thì các bạn mình nếu mà các bạn có đồ ở ngoài thì bạn lấy xăng nhiều ra. Ở đây thì mình lấy từ cái ống chích nha, mình hút từ ống từ cái xe ra. Thì xăng này mình lấy từ là xe máy mình nè. Mình sẽ tiến hành mình vô nha. Thì mình chia sẻ cho các bạn nha. Cái này nè các bạn nè, mình ở đây mình nhà mình không có cái đế nha các bạn, mà nếu có cái đế các bạn kê lên thì cái mặt lo dưới đây nó không trầy. Ở đây mình chia sẻ một cách là mình lấy một cái tờ giấy á, các bạn lót mặt dưới thì bạn xay gì là cái lo là mình nó sẽ không trầy nha. Đây các bạn, mình sử dụng một tờ giấy nè, cái phần chim dưới đây nha. Đó, bạn chim dưới đây rồi các bạn xây rồi bạn sẽ xây tờ giấy thôi, chứ bạn không xây cái lo nha. Thì cái lo các bạn nó sẽ không bị mòn cái đế dưới. Các bạn dùng xăng bằng vô nha. Thì cái lo càng lớn này các bạn vô xăng rất là hao luôn á. Thì các bạn vô nếu mà có lúc mà các bạn mà vô các sĩ xăng nó mới bung ra. Đây, mình tiến hành mình vô nữa các bạn thì nó sẽ bung ra, rồi mình mới tiến hành mình chỉnh lại cái màng lo lại. Thì cái thời gian này vô cũng rất là lâu nha các bạn. Thì cái video của mình nó sẽ hơi dài nha.
Ê, các bạn, sau nửa ngày mà mình dán keo mình để nên nó sẽ khô nha các bạn. Thì cái viền này nó khô hết rồi. Các bạn nhìn đôi lúc mình nhìn không ra luôn á, mình tưởng là như cái lo mình mua thật sự mới luôn á. Các bạn mình dán mình thấy cái miếng cạnh mình dán nè, thì nó sắc lẻm hết trơn luôn, nhìn thấy rất là đẹp. Thì trong cái lúc trước đầu tiên á, mình dán á, thì nhìn thấy nó sẽ chảy keo hay những cái màng đồ á, nó sẽ bung ra đây dính nha, thì nó bị nhăn cái gân lo nè. Nhưng mà giờ khi mà mình để qua một đêm rồi, các bạn thấy nó sát hết trơn, nó không có bị gì hết nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gỡ ra mình test lo nha các bạn. Thì có những trường hợp lý do là mình tại sao mình phải cắt cái mũi này ra mình gắn này cho nên khi mình cho nó xấu cái lo. Tại vì thật sự ra cái đây người ta cũng đã cắt rồi nè, người ta cái thời người trước người ta cũng đã cắt, người ta đã làm lại rồi nè. Thì bây giờ sẵn trớn thôi mình đã cắt ra đây, mình chiêm vô đây thì cho cái con với cái từ này các bạn nó đều với nhau thì âm thanh mình sẽ hay hơn. Thì quan trọng là cái âm chất âm nó hay thôi, còn cái vẻ bề ngoài là lúc mà các bạn đi dán để vô cái thùng lo xong các bạn lấy đầu bằng đậy cái lưới chắn lại các bạn cũng đâu có thấy đâu. Thì mình đã cắt ra rồi mình chim nè, thì các bạn mình thấy cái người thợ trước người ta cũng đã thay cái con lo rồi nè, con này hình như con 75 nha các bạn, thì ta thay rồi nè, người ta dán keo vàng nè. Chứ thật sự là những cái lo này á, thì đa phần là cái con nó sẽ là cái nó dán keo đen nha. Các bạn thấy mặt dưới này keo đen nè, nhưng mà sự trên cái vàng, lý do người ta đã thay rồi. Thì sẵn trớn hôm nay thì nó giống như nó bị ghè, thì mình mới tiến hành làm lại. Thì bây giờ mình sẽ test chất âm các bạn, mình sẽ lấy ra nha. Cái này là những cái miếng mà của cái chụp X quang nha các bạn. Thì hôm trước mình chụp X quang mình để lại nè, thì sẵn trớn mình lấy mình sẽ làm luôn. Thì các bạn thấy bên đây mình sẽ nhận xuống này các bạn, các bạn dùng hai tay mà nhận xuống thì nó hết kêu rè rè nha các bạn. Hôm trước là cái mình nhận xuống nó sẽ kêu nha, nó kêu rè rè, phải do nó cả cái con này nè. Giống như hàng ngày xài hàng ngày á, thì cái con này có thể nó sẽ bị là cái màn nó bị lệch hay là nó bị nhăn một khúc nào đó, nó giống như nó sẽ giật rồi nó sẽ cạy vô con nó sẽ cạy vô trong cái từ của cái lo nè. Vậy hết rồi các bạn, mình nhận nè, hết rồi nha, hết rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ gắn dây rồi mình test nha các bạn. Mình sẽ đấu dây vô nha. Thì ngay trạm lo nè, có hai cái trạm nè các bạn, thì đây nè, mình sẽ đấu dây vô hai cái trạm này nha. Các bạn nấu đúng cực nha, cho nó cái âm thanh nữa sẽ hay nha. Rồi, mình sẽ mở nhạc nha. Thank you.